em xin chào tất cả các bạn. Hôm nay á, thì trời ở Linh Đình cũng còn ấm áp lắm, nên em muốn mời các bạn cùng em để mình đi dạo quanh tham quan thành phố Linh Đình ha, ngắm đường xá và nhà cửa với vài cái con đường ở Linh Đình khác nhau. Nơi đây á, thì mọi người cũng đi dạo chơi, với lại khách du lịch đó họ cũng đi dài vòng vòng ở đây và tham quan những cái con đường và nhà cửa nơi đây nè các bạn. Trời bây giờ còn ấm á, mình đi dạo nổi chứ mai mốt lạnh rồi đó thì đi cũng không nổi nữa. Em thì cũng lâu lâu á thích đi bộ như thế này nè, để mình nhắm nhìn được nó rõ hơn á, chứ còn ngồi trên xe đó thì mình cứ chạy không có được nhắm kỹ những cái con đường và nhà cửa nơi đây. Bây giờ thì đi dài ha các bạn, thấy cái gì thì em quay chia sẻ cái đó. Ở đây là nguyên một cái khu nhà chung cư của nhà nước phát cho dân ở nè các bạn. Quá trời nhà ở trong cái khu vực này luôn á. Nhà cao tầng không hả? Em sẽ đi vài cái con đường khác nhau á cho các bạn tham quan ha, để biết được những cái con đường và đường xá ở thành phố Linh Đình nó như thế nào. Cuối tuần mọi người đi dạo chơi rất là đông luôn, từ cái con đường hẻm nhỏ cho ra tới đường lớn luôn, và khách đi dạo chơi nhiều lắm. Nhiều người thì họ cũng thích tới cái chỗ mà nhộn nhịp đông vui, còn nhiều người họ cũng thích giống như là đi bộ từ từ á, rồi tham quan rồi ngắm cảnh. Thì em cũng giống vậy á, cho nên em thích đi bộ lắm. Đi như vậy thì em quay được nhiều cảnh cho các anh chị em cùng xem. Bữa nay cuối tuần thì em cũng đi shopping và cũng sẵn tiện nên đi bộ quay cho các anh chị em cùng tham quan cảnh Linh Đình luôn. Cao tầng nhiều lắm. Các bạn thấy nhà cao tầng đó đó là người ta văn phòng làm việc đồ ở trên đó đó các bạn. Ở thành phố mà không có đất nhiều á thì người ta sẽ xây những cái tòa nhà thiệt là cao lên á, để mấy đủ là có văn phòng và những cái cơ sở đó. Ngoài đây nhà cao tầng không mà đẹp quá ha các bạn. Ở trên đó thì người ta làm văn phòng làm việc, còn ở dưới thì mấy cái shopping đó. Ở đây Tây cuối tuần họ thích đi bộ dữ lắm, ít có ai mà đi xe lắm á các bạn. Họ đi đâu gần gần á là đi bộ không hả. Em đi nhiều cái con đường khác nhau để cho các anh chị em cùng xem ha. Nó có nhiều cái con đường để cho mình đi lắm. Đường độ lớn rồi mình vô con hẻm nhỏ đồ á, nó nhiều cái con đường khác nhau lắm. Đường lộ này là đường lộ chính à,
nên các bạn thấy xe chạy rất là nhiều luôn. Ở đây shopping cũng nhiều lắm. Ở thành phố thì người mà ở dưới quê họ lên đây sống rất là nhiều luôn, bởi vì lên đây thì công việc họ làm nó rất là tiện lợi nữa. Ở ngoài Linh Đình này thì có rất là nhiều cái cơ hội cho mọi người làm việc đủ lứa tuổi và đủ trình độ nó khác nhau á. Cho nên các bạn biết cái nguyên nhân vì sao mà biết bao nhiêu người tìm cách để đi qua nước Anh để mà tìm cơ hội làm việc và làm giàu. Ở ngoài Linh Đình này thì có rất là nhiều công ty lớn nhỏ. Khi mà các bạn xin được vào cái công ty làm việc rồi á, mình không có muốn làm cái công ty này nữa thì mình chuyển qua cái công ty khác cũng rất là dễ dàng nữa. Ở ngoài Linh Đình này thì rất là nhiều cái công việc và cơ hội cho mọi người làm á, nhưng mà trước tiên thì mình phải biết tiếng Anh á thì mình dễ dàng làm việc lắm. Đi đến đây em thấy có cái gì này ngồi im ru luôn nè các bạn, và chỉ để đồ bán ngay đây nè. Không có ai xem chừng hết trơn á. Khu này mình đi đến đây là nó nhộn nhịp nè. Chỗ này thì nhà hàng ăn uống, khu vui chơi rất là đông đúc, mọi người đến đây nè. Con đường này cũng vắng vẻ ha các bạn, cũng không có xe chạy và người ta cũng không có đi nhiều nữa. Nhà cao tầng lên không à, cái đó là không phải là nhà ở các bạn, mà tất cả ở dưới thì người ta buôn bán, ở trên thì văn phòng không à. Hồi nãy giờ em cũng đi nhiều cái con đường lắm á, để cho các anh chị em xem, để biết ở ngoài Linh Đình có nhiều cái con đường nó khác nhau á, để xem và biết thêm. Ở ngoài đây nó có nhiều cái con đường lắm á, mình đi bộ không biết chừng nào mới xong luôn á, thì cứ đi được tới đâu thì em quay tới đó cho các bạn xem. Giờ thì em đang đi ngang ở trên cây cầu á, và cái con sông ghe tàu chở khách đó các bạn. Cho nó
bữa nay cũng đi bộ rất là nhiều luôn rồi đó. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn video lần sau nha. Bye bye các bạn.